ngày, nam thanh niên đánh rơi 18 triệu về quê ăn Tết đã được người khác nhặt được trở lại không thiếu một xu. Gần 18 triệu đồng là số tiền dành dụm cả năm làm thuê nơi đất khách quê người. Nhưng vì bất cẩn, nam thanh niên này đã làm rơi trước khi đặt chân đến quê nhà. Rất may mắn, số tiền này đã được hoàn trả đầy đủ bởi người phụ nữ mặc áo đỏ tốt bụng. Sáng nay, ngày 5 tháng 2, mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin của một nam thanh niên mất ví, cùng toàn bộ giấy tờ và tiền tiết kiệm trong ngày chuẩn bị về quê ăn Tết. Được biết, số tiền bị mất là gần 18 triệu đồng, bao gồm tiền anh dành dụm được, cộng thêm cả tiền thưởng Tết sau cả một năm làm lụng vất vả. Cụ thể, thông tin sự việc được đăng tải. Sáng ra là chuyện thế này, mong mọi người nhủ lòng thương cho em ấy nhé. Đêm qua em về quê Hà Trung, Thanh Hóa bị trễ xe, nên ghé nhà tôi nghỉ. 7 giờ em trả phòng, tôi trả lại chứng minh nhân dân cho em. Em nhận rồi đi thẳng ra quốc lộ 51 đón xe. Em ghé quán phở ăn sáng, khi xong lôi bóp trả tiền thì bị mất. Em chạy lại đi tìm, nhưng không thấy, đã vào nhà tôi hỏi. Thế em khóc, cả nhà buồn theo em. Em nói giờ không có tiền trả tô bún, không còn gì cả. Cả năm em đi làm dành dụm được 17 triệu 500 ngàn đồng trong ví và một biên bản xử phạt bằng lái ô tô A2, một chứng minh nhân dân mang tên Phạm Đình Sang, quê quán Hà Trung, Thanh Hóa. Ai nhặt được trả lại cho em, sẽ nhận lại được gấp ngàn lần nhé mọi người. Hãy vì tình người mà biết rằng 17 triệu 500 ngàn đồng không phải số tiền nhỏ của người đi làm công ăn lương, nhưng tấm lòng không tham của người nhặt được trả lại còn tốt gấp ngàn lần nhé mọi người ơi. Thương em, nhưng gia đình chỉ giúp em được tiền xe về quê. Bài viết đã thu hút được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm chỉ sau vài giờ đăng tải. Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thông cảm với chàng trai nói trên. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng chàng trai đã quá bất cẩn, nhất là trong dịp Tết đang đến gần. Chị CN bình luận, thương em quá, cả năm làm lụng vất vả để về quê ăn Tết cùng gia đình và lại gặp khó khăn. Mong mọi người cùng chia sẻ để giúp đỡ em ấy. Khổ là bị mất rồi cũng nên, độc mà sống mũi cay. Thôi giờ ai biết em này, xin cho mình cái số tài khoản của em ấy. Ai có lòng hảo tâm, cùng mình mỗi người cho em 50, 70 cho em ăn Tết. Chứ giờ hỏi ai nhặt được, khác nào tìm kim đáy bể. Chị N chia sẻ ý kiến. Bên cạnh đó cũng có không ít người đặt ra nghi vấn khi số tiền lớn như vậy, tại sao nam thanh niên này không gửi vào tài khoản ngân hàng lại để trong ví. Và kể cả có giữ tiền mặt trong ví, việc anh này để vào túi quần là quá bất cẩn, nếu không muốn nói là hớ hên và nhiều phần vô lý. Liên hệ với nam thanh niên trong câu chuyện đáng tiếc trên, anh cho biết mình tên là Phạm Văn Sang, 26 tuổi, Thanh Hóa, chứ không phải Phạm Đình Sang như thông tin chia sẻ. Nói về việc mình bất cẩn là mất số tiền lớn, anh Sang cho biết. Mình ở Thanh Hóa, mình vào Vũng Tàu làm công nhân, đó là số tiền mình đã tiết kiệm trong nhiều tháng, bao gồm cả tiền thưởng của chủ công ty. Đến giờ thì mình xác định là đã mất tiền rồi, nhưng vẫn mong tìm lại được giấy tờ. Anh Sang cũng cho biết thêm, anh không ngờ thông tin anh bị mất tiền lại được nhiều người quan tâm đến thế. Từ bữa sáng sau khi sự việc được cô chủ nhà nghỉ đăng tải lên Facebook, anh Sang đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, cuộc gọi từ nhiều người. Trong đó, rất nhiều người đã ngỏ lời giúp đỡ bằng cách gửi tiền cho anh qua tài khoản. Tuy nhiên, anh một mực không đồng ý. Nhiều người gọi điện cho mình, nói mình cho số tài khoản để chuyển tiền giúp đỡ. Mình rất cảm ơn mọi người, nhưng mình không thể nhận số tiền đó được. Mình không muốn bị người khác nghĩ mình lợi dụng hoặc bị ra câu chuyện mất tiền để kiếm tiền. Cũng có vài người ở gần đây có gặp mình và giúp đỡ mình ít tiền. Đặc biệt là cô chủ nhà nghỉ đã giúp mình có chỗ ở, còn cho tiền mình nữa, anh Sang chia sẻ. Cuối cùng, anh Sang cũng tâm sự, thông tin về bản thân được lan truyền trên mạng xã hội quá nhanh, khiến anh hoang mang. Cũng có nhiều người đã gọi điện cho anh để nói anh bị đặt, thậm chí xúc phạm, anh rất khó chịu. Anh Sang cho biết, trong 1-2 ngày tới, anh sẽ đăng lên Facebook để thay lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, ủng hộ mình trong lúc khó khăn. Rất may mắn, ngay sau đó, nam thanh niên trên được một người phụ nữ áo đỏ tốt bụng nhặt được ví tiền và hoàn trả không thiếu một đồng. Đúng là tình người trong những giây phút như thế này, thật đáng trân trọng biết bao. Chuyện cổ tích ngày hôm nay, thanh niên qua Thanh Hóa đánh rơi ví, tiền tích cóp cả năm và toàn bộ giấy tờ. Chị mặc bộ đồ màu đỏ nhặt được và trả lại cho em đủ không thiếu thứ gì luôn, đủ cả 17 triệu 526 ngàn đồng. Trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng chạm mức 1,4 triệu người theo dõi, fan đào lại ba status ngô nghê thời con nít. Bùi Tiến Dũng đang sở hữu status đạt 1 triệu lượt thích nhanh nhất Việt Nam chỉ trong vòng 3 tiếng đăng tải. Sau trận chung kết lịch sử chiều tối ngày 27 tháng 1 ở Thường Châu, Trung Quốc, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình với người hâm mộ. Ngay lập tức, trạng thái đó nhận được 1 triệu lượt thích và hơn 160.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Cụ thể, người hùng không gỗ này của đội tuyển U23 Việt Nam giải bày: "Chúng tôi xin lỗi vì đã không mang cúp về cho dân tộc. Chúng tôi đã thật sự cố gắng, nhưng mọi việc không hề dễ dàng.
Tôi xin cảm ơn tới toàn thể người dân Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Chính nguồn động lực đó đã làm chúng tôi có tinh thần và ý chí để chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Suốt cuộc đời này, chúng tôi không thể nào quên tình cảm của người hâm mộ dành cho chúng tôi. Còn xin cảm ơn VFF, ban huấn luyện viên trưởng Bass, giám đốc kỹ thuật Jordan Giggs, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, đội team OST cùng đoàn thể đồng đội đã cho con có được thành công ngày hôm nay. Con cảm ơn gia đình, bà, bố mẹ đã luôn động viên con và hy sinh vì con để con được yên tâm thi đấu. Giải đấu đã khép lại và con đường chinh phục tiếp theo lại bắt đầu. Bùi Tiến Dũng, một người con Việt Nam. Những dòng chữ đó đã chạm tới tâm can của biết bao người hâm mộ dõi theo Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam. Và cũng chính nhờ sự chia sẻ rầm rộ này, cũng như phong độ xuất sắc trong trận chung kết, mà Facebook cá nhân của chàng thủ môn đã tăng lên vùng vụt, cán mốc 1,3 triệu người theo dõi cũng chỉ sau 3 tiếng đồng hồ kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đào xới trang cá nhân của Dũng và tìm thấy những trạng thái chia sẻ của anh chàng từ 4 đến 5 năm trước, thì nhào like và bắn tim. Sự ngộ nghĩnh và ngô nghê này đã khiến cho nhiều fan hâm mộ phải bật cười. Tạm dịch như buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán, đói như con chó sói. Đoạn sau là ngôn ngữ không thể dịch được. Dũng viết status này năm 14 tuổi, hồi ấy chắc chỉ được vài like. Mẹ mua cho con heo đất, i-o, sắp đến Tết rồi, cũng sắp đến sinh nhật ta rồi, già thêm một tuổi. Không biết lúc đó Dũng hát có nghĩ đến lúc này bị cư dân mạng đào lên không nhỉ, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, có chàng hậu vệ cùng họ, đẹp tên cũng bị cư dân mạng truy ra những status từ năm 2013. Chứ dù đó từng là những tâm sự trái lòng của hậu vệ Bùi Tiến Dũng, giận hờn vu vơ ai đó, nhưng bây giờ cũng khiến cho tất cả mọi người phải bật cười vì sự ngây thơ và ngôn ngữ thời đó. Tạm dịch như chán quá, người ấy trốn tránh mình à, sao lại có loại người đâu đều thế, xí. Một chút đánh đá pha với rất nhiều sự đáng yêu của anh chàng hậu vệ sinh năm 1996. May mắn hơn hai anh chàng Bùi Tiến Dũng, những chàng trai khác của đội tuyển U23 Việt Nam chưa bị dân tình đào lại những status đáng xấu hổ. Lượt theo dõi của các anh chàng này cũng tăng chóng mặt. Cầu thủ đội trưởng Lương Xuân Trường với đôi mắt khiếp gây siêu lòng biết bao chị em, cán mốc 550.000 người theo dõi, cao hơn kha khá so với trước trận chung kết. Cầu thủ Nguyễn Quang Hải, người mang áo số 8 đã lập công lớn với bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển U23 Việt Nam trong hiệp 1 trận chung kết, hiện cũng đạt hơn 725.000 người theo dõi. Những chia sẻ của Hoàng Hải sau trận đấu chạm mức 280.000 lượt thích và 18.000 lượt chia sẻ cũng chỉ sau 3 tiếng. Bùi Tiến Dũng, em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng với hơn 390.000 lượt theo dõi. Tiền đạo Hà Đức Chinh có 403.864 người hâm mộ theo dõi và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cho dù đội tuyển U23 Việt Nam không thành công mang về chiếc cúp vô địch giải U23 châu Á, nhưng các cầu thủ vốn đã trở thành những người hùng, các chiến binh ngoan cường trong lòng toàn thể người hâm mộ. Chiến thắng của các họ chính là chiến thắng trong lòng người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Một đội bóng lần đầu tiên kết nối được trái tim của triệu triệu người chung nhịp đập, thu hút tất cả người già, người đi làm, trẻ nhỏ đồng lòng hướng về.